quý vị, hiện tại thì chúng tôi đang đi xuống dưới chùa An Hòa Tự, mà một trong những điểm lớn của đệ lễ ngày hôm nay. Trên đường đi xuống thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái chạy cơm này kia nọ để mà đãi cho mọi người, và tất cả là miễn phí. Giờ bên phải chúng ta là chạy cơm số 3. Đây cũng là một trong những điểm chạy cơm lớn đây. Đây hiện thì đang rất là chặt nên chưa có bàn đầy đủ để cho mọi người vào dùng. Ủa, sáng giờ bà biết là làm khoảng bao nhiêu bánh hả bà? Trong cái số này nó khoảng 100 kg, nhưng mà mặn ra thì chưa biết nhiêu, lại mặn ra nhiêu đãi lên nhiêu đó. Thường thì 1 kg khoảng bao nhiêu bánh hả bà? Tùy theo người, bánh lớn, nhỏ, không có đồng con à. Dạ. Đây là mấy anh em làm chờ đường. Chú đang ép những bánh vào. Đãi tới giờ này là đãi hoài chừng nào hết thì thôi á chú. Dạ. Là mỗi người 10 chảo 10 chảo gì. Là chú đãi chừng nào chú nghỉ? 10 ngày nữa mới nghỉ. Dạ. Dạ con cảm ơn chú. Thưa quý vị, trước mặt chúng ta đó chính là nơi nhà của ông Út, hay mọi người thường gọi là ông Út Nông á, là chú của đức thầy thì phải. Đây là cũng là một trong những điểm phát cơm nước, tất cả mọi thứ rất là nhiều và đông á. Giờ đây chúng ta sẽ tiến vào bên trong để xem và tham quan coi như thế nào. Dạ Út ơi, cho con hỏi ông đỡ bánh mì sáng giờ nhiều hết rồi? Mấy ngàn rồi. Mấy ngàn? 3 ngàn mấy rồi. 3 ngàn mấy hả? Dạ, ông dự định đẩy mấy ngày đặng? Đẩy tới ngày 18. Vậy hả? Ừ. Thôi là ông đẩy hôm qua nay hay là mới có đẩy sáng giờ thôi? Sáng bây giờ. Dạ. Là dự định đẩy khoảng bao nhiêu ổ không? Hả? Khoảng 6 ngàn. 6 ngàn hả? Ừ. Dạ, dạ. Dạ con cảm ơn ông. Cảm nữa rồi. Em làm hết đi. Đây là mọi người đang đẩy nước nè. Rất là mời nhiệt tình luôn mọi người. Ai không ăn cũng, ai không uống cũng mời. Đây là mọi người tới đoàn về dự lễ. Chúng ta sẽ vào bên trong đây. Đây là mọi người đang trở về đây để dùng cơm, nước và tất cả mọi thứ. Đây là hình của ông Út và bà Út. Đó là đức ông và đức bà, là thân sinh của đức thầy. Và đối với người tín đồ Phật giáo Hảo thì chỉ có 3 ngôi cửu quyền, Tam Bảo và Vạn Thông Thiên. Đây là 3 ngôi thờ đặc biệt của người tín đồ Phật giáo Hảo. Bên tay phải chúng ta là mọi người đang làm bánh mì để cho và đẩy suốt cả ngày luôn. Đây hiện thì đang rất là chặt nên chưa có bàn đầy đủ để cho mọi người vào dùng. Đây
sâu sâu ở trong sẽ có rất là nhiều. Để mình vào bên trong xem. Trong đây là đang làm bánh bao. Bà cho hỏi bà ở đâu về đây làm vậy bà? Vậy là gần đây luôn hả bà? Bà về đây mấy ngày rồi? Đi ngày nay 2 ngày, nhưng mà ngày nay thì ngày tại em qua ở bên xe qua. Dạ. Vậy là bà mới tới đây luôn hả? Dạ. Mọi người đang làm bánh bao. Cháu ở đâu mà bên riêng đây? Dạ, con ở Châu Đốc. Dạ. Dạ. Ủa sáng giờ bà biết là làm khoảng bao nhiêu bánh thôi bà? Trong cái số này là nó khoảng 100 kg, nhưng mà bằng ra thì chưa biết nhiêu, tại bằng ra nhiêu đẩy hết nhiêu đó. Thường chắc thì 1 kg khoảng bao nhiêu bánh thôi bà? Tùy theo người bắt lớn nhỏ, nó không có đồng con à. Dạ. Giờ có đợt ra thì nó nhầm cái mâm này nó bự thì nó nhỏ cái, nó ít cái. Dạ dạ. Nó nhỏ thì nó nhiều cái vậy đó. Dạ. Cái bên đó là máy làm đó hả? Mình nhồi bột đó, chứ mình nhồi, mình làm lễ, nhưng mình nhồi tay luôn. Là mình mới đãi bữa nay luôn hay là mới qua nay nè? Qua nay nè. Dạ. Dạ. Tại mỗi khi thì cô làm gì, cô đi lộ qua. Nhưng mà ngày nay lại tiếp xe qua đó, nhưng mà đưa xe qua xuống chùa. Dạ. Rồi đi mơ, mới về đây ngủ thì không có chỗ ngủ, mới chở về nhà. Dạ. Chở xuống. Dạ, dạ. 4 giờ xuống. Dạ, cảm ơn. Dạ, con cảm ơn bà. Cảm ơn. À, bánh bao này mình làm theo 1 ký là khoảng bao nhiêu lượng gáo quay viên nè? Sao? 1 ký bột vậy là khoảng bao nhiêu? Đây là chữ đồng. Bao nhiêu cái hả? Dạ. 35 cái. 35 cái 1 ký. Bà làm khoảng nhiêu? 100 cái hả? 100 ký thì khoảng 3.500. Là bắt từ khi nào? 3 giờ chứ gì làm? 3 giờ. Là trộn trước hả? Trộn trước, bữa nay chỉ làm bột thôi, qua làm nhân hòa. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ. Đây mọi người sẽ vào bên đây sẽ thấy là đang làm bánh bao đây, quy trình nấu bánh bao. Ủa cái này là hấp chín chưa? Chưa, cái này còn hấp. Ủa cái này chưa chín nữa mà. Chín chất ngon vậy. Rồi chín rồi đó kìa. Để mình sẽ đi ra ngoài. Đi đợi cho con qua cái. Chú dở được không chú? Cái này khoảng lâu mau mình mới dở được chú? Cái này quá ngon quá. Đây là mấy anh em làm trà đường. Chú đang ép nhân bánh bao. Thôi, em đủ nổi tiếng rồi, đi tới đâu ai cũng biết là được. Đây là trà đường và cà phê. Cái này là thành phẩm rồi đó chú. Cái này là đang hấp, này để đấy. Này chưa chín. Dạ. Cái này khoảng lâu mau mình mới gửi lần nha anh. Cái này nửa tiếng 15 phút sẽ hơi mà. Đủ, mình nấu gì lâu mau mới xong một dĩ? Một dĩ là tổng cộng là nửa tiếng. Nửa tiếng hả? Dạ. 15 phút thì xả ra là 15 phút mới ra là 30 phút. Dạ, dạ. Là 30 phút là chín một đợt. Dạ, dạ. Thưa quý vị, bên đây là cái khu vực làm đồ ăn. Đây mọi người đang làm ở trong nhà của ông Út. Dạ.
Đây. Đây sẽ cho canh hộp đó mọi người. Đây ăn xong nha. Có thể mình lấy đi luôn nên khỏi cần phải mình hộp rồi. Dạ, con cho nói. Bà ơi, cho con hỏi bà ở đâu dài ạ? Ở xã Thạnh Mỹ Tây. Gì hả? Ở Cầu Giấy. Bà giờ đây mấy ngày rồi? Mới có 2 ngày à. Dạ. Hôm qua nay là bà ở đây luôn hay là? Ở đây. Chừng nào bà mới về đó? À, chắc là chiều về. Đặng nhưng mà mất đi Cần Thơ. Ở đi dưới nữa. Dạ, vậy là năm nay bà đẩy hết không hay là đẩy trọn vẹn 2 ngày không hay là đẩy luôn tới ngày mai luôn. Gì hả? Ủa ngày mai bà có trở lại nữa không? Không, không có trở mà đều mấy cô bác ở đây đẩy luôn. Dạ dạ, vậy là có người thấy nha. Ừ, đẹp rồi. Bác đi đám ở dưới rồi đẩy điện mới đi chứ mỗi năm là phải là ở đẩy ngày nào chắc không có lên đài quá. Lên YouTube. Dạ. Ủa mình khoảng bao nhiêu cái hộp cơm này? Không biết là bao nhiêu, mấy ngàn luôn. Dạ dạ. Chứ ngày qua là 2000 mấy rồi đó. Ngày hôm qua không nghe. Mà bữa nay với ngày mai là cao điểm mà mình chưa biết. Bây giờ tảng sáng rồi, giờ cũng 1000 mấy rồi. Dạ, là bà đẩy vậy là khoảng mấy giờ mình nghỉ rồi? 6 giờ. 6 giờ ha. 6 giờ chiều hả bà? Giờ nghỉ cơm là tới cháo. Giờ nghỉ cơm tới cháo luôn. Tới mà con nuôi luôn. Nuôi. Ờ vậy là đãi trực tiếp luôn tới khuya luôn hả bà? Dạ. 8 giờ nghỉ. Dạ. Đây là mọi người, đây là cô trở về đây làm lại. Đây là đồ ăn. Rồi đó, đây à, con. Như rồi mà cũng như rồi giờ mẹ ra cái mì không có đem cái chiên đồ. Đàn ông nhìn rất là giỏi. Chúng tôi đang đi xuống dưới chùa An Hòa Tự, một trong những điểm lớn của đệ lễ ngày hôm nay. Trên đường đi xuống thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái chạy cơm này kia nọ để mà đãi cho mọi người, và tất cả là miễn phí. Giờ bên phải chúng ta là chạy cơm số 3. Đây cũng là một trong những điểm chạy cơm lớn. Ở đây có để bún, để cơm, đây để bún khô mà. Ở bên phải đây là khu vực để bún khô. Đây rất là ngon. Ở đây để bún, đa phần là để bún nhiều. Cũng có cơm, bánh canh luôn mọi người. Ở đây cũng rất là đông. Ở đây rất là nhiều chạy cơm á. Chạy cơm số 3, chạy cơm số 4, số 5, số 6. Tất cả các nơi trở về để dự tổ chức để cho mọi người dùng. Bánh mì khô,
đủ món hết. Quá đông nè, mì chiên giang nè cô bác ơi, mì mất hỏi nè. Chiên giang. Đây là để sữa đậu nành. Hộp é sâm. Bên trái là có lần thuốc. Có tổ có thuốc cho mọi người. Đây là ban tổ chức cho mọi người có trở về mà tiếp phần nào thì cứ việc cúng dường. Chúng ta sẽ trở ra bên ngoài để đi tiếp xuống với chùa An Hòa Tự, một trong những điểm cũng nổi bật trong ngày lễ lễ đó là tổ đình Phật giáo Hảo và chùa An Hòa Tự. Như vậy đây anh em đang đợi nước rất là nhiệt tình. Mà rất là nhiệt tình luôn. Cảm ơn anh ơi. Vâng, cảm ơn. Mọi người. Mọi người thấy không? Rất là nhiệt tình luôn, đưa tới đây. Giờ này là khoảng 36 độ quá. Cực kỳ nóng. 10:45. Anh tôi đang lội từ tổ đình đến chùa An Hòa Tự. Cái đối diện trước mặt chúng ta đó chính là nơi để bánh xèo ở Phú Hiệp và Phú Tăng. Nên chúng ta sẽ vào bên trong xem mọi người đổ bánh xèo như thế nào. Đây mọi người về đây dùng cũng khá là đông. Ở là cái kiểu là con chưa đang về nhà cho được. Đây nè mọi người. Đó. Rất là nhiều luôn á. 2, 4, 6, 8, 10, mỗi người 10 chở. Anh cho em hỏi mình đãi đây mấy ngày anh? 2 ngày. 2 ngày hả? Là được bao nhiêu ký bột rồi? Gì hả? Ông chú áo xanh hả? Dạ dạ đấy. Kênh của anh tên gì á? Dạ. Kênh em hả? Kênh em kênh Như Ý Phật Giáo Hòa Hảo á. Dạ. Đây. Mỗi người 10 chảo luôn. Cực kỳ ngon. Chú ơi cho con hỏi vài câu chú. Mình đãi đây mấy ngày chú? Qua nay. Gì hả chú? Mình đãi được bao nhiêu ký rồi ha? Hả? Mình đãi được nhiêu ký ha? Qua bao này bao. Một bao là bao nhiêu ký bột? 50 ký hả? Dạ. Nếu mà tính ra khoảng tương đương bao nhiêu cái bánh hả chú? Một bao là 2.500. Ồ. Vậy là mỗi ngày tiêu chuẩn khoảng 2.500 cái. Mình đãi từ mấy giờ chú? Đãi tới giờ này hả? Là đãi hoài chừng nào hết thì thôi hả chú? Chừng nào mà mệt nghỉ hả? Dạ. Là mỗi người 10 chảo gì? Là chú đãi chừng nào chú nghỉ? Mười ngày nữa mới nghỉ. Dạ. Dạ con cảm ơn chú. Đây là khu vực bánh xèo á, mọi người đang trộn nhân
Còn rất là nhiều món. Tốt ở đằng sau này vẫn còn chiên tổ. Nguyên cái kho rất là lớn. Chú mình chiên tổ này làm gì chú? Chiên tổ làm xèo. Làm nhân luôn hả chú? Làm nhân luôn. À, có nghĩa là mình chiên xong mình sẽ bầm nhuyễn ra. Trời ơi, giờ một ngày được khoảng bao nhiêu cái chú? Bao nhiêu miếng này? Dạ. Một ngày mình chiên khoảng bao nhiêu miếng hả chú? Cái này có 4-5 khuôn tàu hủ rồi, chiên mới đủ như cái xèo. Dạ, chiên hoài tới ha. Chiên hoài tới luôn. Dạ. Đủ hoài tới. Dạ. Mới luôn. Nơi đây rất là rộng cho mọi người về dùng. Ở đây cũng xa tổ đình đó, rồi xa chùa nữa. Chứ nếu mà gần chùa và gần tổ đình chắc nghĩ là không có thể nào đấu kịp á. Ngày 17 tháng 5 2020 tại bên hông chùa, bên hông tổ đình Phật giáo Hảo là nhà của ông Út. Thì đồng đạo trở về rất là đông, anh em đang để nước rất là nhiều. Vậy đây là toàn cảnh quý cô chú đang làm khoảng 5.000 ổn mì để cho mọi người vào ngày đầu 18. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.